Xin kính chào quý vị khán giả. Vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay, thứ tư ngày 6 tháng 3 của truyền hình Công an Nhân dân. Và mở đầu bản tin sẽ là thông tin phiên tòa xét xử ngày thứ hai trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tiếp tục phần công bố cáo trạng. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục đọc phần còn lại gồm 117 trên 160 trang của bản cáo trạng. Theo hồ sơ, các bị cáo đã nộp tổng cộng hơn 1.580 tỷ đồng, 8,6 triệu đô la Mỹ và 10,2 triệu cổ phần ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả. Theo đó, bị cáo Chu Lập Cơ đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng, bị cáo Trương Huệ Vân nộp gần 1,1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ, bị cáo Phạm Thu nộp lại 20 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra truy tố, bị cáo Dương Tấn Trước đã trả cho ngân hàng SCB 813 tỷ đồng đối với hai khoản vay của công ty Tường Việt và công ty Việt Đức và nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, vợ bị cáo Trước và công ty Xuân Mai Sài Gòn còn nộp khắc phục tổng cộng 52 tỷ đồng. Nhóm bị cáo từng công tác tại cơ quan thanh tra giám sát cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nộp 4,8 triệu đô la Mỹ và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 10 tỷ đồng. Nguyễn Văn Hưng nộp 390.000 đô la Mỹ, Nguyễn Cao Trí đã nộp hơn 657,5 tỷ đồng và 3,3 triệu đô la Mỹ. Nhiều bị cáo còn lại cũng đã nộp từ hàng chục triệu cho đến hàng chục tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Hà Xuyên trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ về hành vi tham ô tài sản. Theo điều tra, vào năm 2016, ông Lee Han Book, quốc tịch Hàn Quốc, muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Đỗ Thị Hà Xuyên nhờ thành lập hai công ty KSTC và Kesan. Do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam nên ông Lee đã bổ nhiệm Xuyên giữ chức vụ giám đốc điều hành công ty Kesan và được tin tưởng giao quản lý tài khoản ngân hàng. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 5 năm 2023, nhận thấy ông Lee không chú ý quản lý tiền nên Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền trong hai tài khoản ngân hàng của hai công ty và dùng vào việc đầu tư kinh doanh bất động sản tiền ảo của bản thân. Khi có lời, Xuyên mới nộp tiền trả lại cho công ty. Việc báo cáo tài chính với ông Lee được Xuyên lập khống chứng từ. Tuy nhiên, quá trình đầu tư sau đó, Xuyên bị thua lỗ liên tiếp và không có khả năng chi trả. Tổng số tiền Xuyên đã chiếm đoạt tại thời điểm bị phát hiện là hơn 4,6 tỷ đồng. Lợi dụng thủ tục cho thuê xe sơ sài và sự chủ quan mất cảnh giác của người cho thuê xe ô tô, các đối tượng xấu đã giả danh khách hàng thân thiết có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái dài hạn. Sau khi thuê được xe thì đối tượng đã đem đi bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài, trả nợ và đánh bạc. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Kinh tế Tiêu dùng trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây là chiếc ô tô mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang vừa thu hồi trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiếc xe này do đối tượng Ngô Văn Tỉnh, tên gọi khác là Tính, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thuê, rồi đem đến tỉnh Lâm Đồng bán lấy tiền trả nợ. Một số đối tượng do là cờ bạc với tai nạn xã hội dẫn đến là không có tiền trả nợ, thì thường nảy sinh ý định đó là thuê các xe tự lái để đem đi, thứ nhất là cầm, hai là bán. Cái mục đích họ là sử dụng là đánh bạc, để nếu mà thắng thua thì họ sẽ chuộc xe trở lại, còn không thì họ là chiếm đoạt luôn. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang, tình trạng thuê xe ô tô tự lái rồi đem cầm hoặc bán diễn biến phức tạp. Các đối tượng tạo niềm tin với chủ xe bằng những lần đầu thuê xe thanh toán sòng phẳng, sau đó đặt vấn đề thuê xe dài hạn rồi chiếm đoạt. Điển hình như trường hợp của anh Đinh Thanh Tùng là người quản lý bãi giữ xe tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Sau khi đã tạo được niềm tin với anh Tùng, Ngô Văn Tỉnh đã thuê hai chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi của anh Tùng mà không cần phải hợp đồng thuê mướn. Sau đó Tỉnh đem hai chiếc xe trên đến các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bán lại với giá trên 1 tỷ đồng. Hai ba lần nữa thì anh về anh cũng tính tiền sòng phẳng rồi anh về anh trả xe. Khi mà mình biết anh Tính này rồi, mình hỏi rõ là nhà anh Tính này ở Đắk Lắk, nhà cơ sở vậy vậy. Mình mới tin tưởng lần sau mình anh Tính gọi điện thoại giao xe lại chỗ khách sạn chỗ anh Tính ở đó, thì mình cũng đem xe lại nhờ nhân viên khách sạn đó giao chìa khóa lại cho anh Tính. Khi mà chơi thuê rồi thì mình cũng nghĩ là nó thuê nó đi làm công việc làm ăn gì chuyện của nó,
Khi mà người ta đem xe về đem giấy tờ về đây, người ta đòi sang tên xe thì mình mới vỡ lẽ. Tháng 5 năm 2023, anh Từ Tôn Thất Khánh Tùng, trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị một đối tượng tên là Nguyễn Văn Nam, chưa rõ nhân thân lai lịch, đã thuê xe ô tô của anh rồi điều khiển đến huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cầm cố với số tiền 250 triệu đồng. Bằng những thủ đoạn như trên, đối tượng còn chiếm đoạt hai xe ô tô khác tại tỉnh Đồng Tháp trị giá 1,6 tỷ đồng và đang bị công an tỉnh Đồng Tháp truy nã. Đối với cái chủ nhà xe thì họ đa số là thông qua quen biết rồi, họ không làm hợp đồng, không có tính ràng buộc. Nên khi xảy ra sự việc thì muốn xử lý các đối tượng cũng rất là khó khăn. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ đề nghị là hợp đồng ràng buộc giữa chủ nhà xe và cái người thuê xe. Để thuê xe tự lái thì không có được quyền định đoạt là bán xe hay là cầm xe, mà mục đích sử dụng để đi lại trong công việc. Trên thực tế, thuê xe ô tô tự lái hiện nay là một hình thức kinh doanh khá phổ biến nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro. Và khi vụ việc xảy ra, không phải ai cũng may mắn lấy lại được tài sản của mình. Qua những vụ việc trên, cũng là hồi chuông cảnh báo người kinh doanh dịch vụ cho thuê cầm đồ, mua bán xe cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác để tránh tiền mất tật mang. Tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, trong tháng 2 năm 2024, doanh số giao dịch liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm tới 26% so với tháng trước. Lãi suất tiết kiệm bình quân giảm 0,24% so với tháng 1 và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ giá tháng 2 ghi nhận những áp lực đáng kể. Theo báo cáo dữ liệu từ WeGroup, tỷ giá ở thị trường tự do tăng 1,72% trong tháng 2 năm 2024, vượt mức tỷ giá bán ra của ngân hàng nhà nước. Trong khi đó, tỷ giá ở các ngân hàng thương mại cũng tăng 0,9% so với tháng 1 liền kề. Lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh trong tuần trước và sau Tết Nguyên đán, sau đó có xu hướng giảm dần về cuối tháng. Lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục giảm 0,24% so với tháng 1 và 3,9% so với cùng kỳ năm 2023, đang ở mức thấp nhất trong 20 năm qua. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo đạt 708,7 triệu đô la Mỹ, tăng 49,8%, giá gạo xuất khẩu tăng 32,2% so với cùng kỳ. Trước đó, theo dữ liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 2 năm 2024, xuất khẩu gạo đạt 663,2 nghìn tấn, thu về gần 466,6 triệu đô la Mỹ, tăng lần lượt 14,4% và 53,1% so với cùng kỳ năm trước. Triển vọng xuất khẩu gạo năm 2024 tiếp tục khả quan khi các thị trường lớn cho thấy nhiều tín hiệu tăng nhập khẩu. Dự kiến sản lượng lúa gạo cả nước năm 2024 sẽ duy trì ở mức tương đương năm 2023 trong điều kiện thời tiết lạc quan. Tuy nhiên, khối lượng tồn kho gạo mang sang năm 2024 giảm mạnh, do đó cần cân đối chặt chẽ sản lượng lúa thu hoạch các vụ với nhu cầu tiêu thụ nội địa. Thưa quý vị, những ngày qua, các hộ kinh doanh có kiosk trong chợ Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội phải khẩn cấp di rời hàng hóa ra khỏi chợ để trả lại mặt bằng cho dự án mở rộng đường Tam Trinh đã khiến cho nhiều tiểu thương gặp khó khăn vì lượng hàng hóa tồn đọng khá nhiều. Và cho đến thời điểm hiện tại thì họ cũng chưa biết tiếp tục công việc kinh doanh như thế nào khi không còn chợ. Chấp nhận bán giá rẻ, thậm chí giá nào cũng bán. Đó là tình trạng của nhiều tiểu thương chợ Mai Động, với mong muốn nhanh hết số hàng hóa mới nhập trước Tết Nguyên đán. Hầu hết các hộ kinh doanh đều bị thiệt hại nặng nề do phải bán gấp lượng hàng hóa lớn. Tôi cũng chưa biết là chúng tôi ở đây là cũng chưa biết được là cái hỗ trợ ra sao, và bây giờ thì là bây giờ lại đưa cái giấy nữa là đi sang ký để xem là nhận tiền. Đấy, thế mà trong khi đấy là nói thật ra ở đây mà cắt điện, cắt nước thì nhiều cái dùng đến điện nước là các cô là không thể xử lý được thì bắt buộc vẫn phải dọn thôi. Bây giờ cô chỉ muốn là mọi người để cho mọi người người ta giải tỏa, chị em giải tỏa hết hàng ế ẩm này. Người ta lỗ vốn rất nhiều, chỉ xin là đến hết tháng 3 thôi. Chứ bây giờ là cứ để như này là bọn cô rất là khổ, chạy ngược chạy xuôi ra, rất là vất vả. Đấy, vì hàng hóa bây giờ bán có 100 nghìn, bán được rất ít. Thưa quý vị, các hộ kinh doanh thực phẩm thì gần như đã nghỉ hết. Chỉ còn lại các tiểu thương kinh doanh đồ gia dụng như thế này. Và trong tình cảnh không điện, không nước
thì họ đang cố gắng để bán thanh lý, thu hồi vốn còn tồn đọng. Các tiểu thương đều đồng tình với việc giải tỏa mặt bằng, xây dựng đường Tam Trinh. Tuy nhiên, vấn đề hỗ trợ trước và sau khi di rời cũng cần có phương án hợp lý, vì công việc buôn bán trong chợ Mai Động vẫn là nguồn thu nhập chính của hơn 300 hộ kinh doanh. Đến bây giờ, trưởng ban quản lý chưa gặp chúng tôi một lần và chưa cho chúng tôi họp. Chúng tôi rất muốn được là đến khi đến mà hỏi ban quản lý thì con ấy bảo qua phường. Phường thì bảo là ban quản lý. Thế thì ban quản lý bảo chúng không có thẩm quyền. Thì chúng tôi cũng yêu cầu là được gặp những cấp lãnh đạo, được gặp những người coi như là có thẩm quyền giải quyết để nói cho bà con làm sao để cho bà con coi như là đỡ thiệt thòi nhất. Như những cái hộ của tôi, này, kinh doanh giày dép. Đôi giày lấy hàng coi như là 400-500 vừa rồi coi như bảo đóng cửa trong có 4 ngày. Rồi tôi bán toàn cứ 100 một đôi. Tức là cứ giả dụ 100 triệu, thu về được khoảng 20 triệu. Theo Ủy ban Nhân dân phường Mai Động, đến cuối năm 2023, dự án xây dựng đường Tam Trinh được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh lại. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2026. Chợ Mai Động là một trong những địa điểm cần phải giải phóng ngay để phục vụ dự án theo phê duyệt mới. Từ 2018 thì Ủy ban Nhân quận, phòng kinh tế cũng như là ban quản lý chợ đã không thu bất kể một cái tiền gì đối với các hộ kinh doanh tại tiểu thương của chợ Mai Động. Và cũng đã vận động rất nhiều lần và cũng đã dẫn cả các tiểu thương xuống để nhận ký ốt, đăng ký nhận ký ốt tại chợ Đinh Nam và chợ Thanh Trì. Thì chúng tôi cũng tuyên truyền liên tục đối với các hộ là chủ động thuê các ký ốt thay chuyển các hàng hóa và không kinh doanh, để vì cái này nó đã có cái chủ trương đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, ban quản lý chợ Mai Động vẫn mở hai cửa ra vào cho các hộ kinh doanh thu dọn, di rời hàng hóa. Thế nhưng, sau khi đóng cửa chợ, việc hướng dẫn đăng ký tái kinh doanh ở những địa điểm mới cũng là việc chính quyền quận Hoàng Mai cần quan tâm, giải quyết thỏa đáng cho các tiểu thương. Vâng, và tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác sẽ có trong Kinh tế Phương Nam ngay sau đây. Xin kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế Phương Nam. Thưa quý vị, theo ghi nhận, giá vé máy bay của các hãng sau dịp Tết hiện vẫn đang ở mức cao. Thông thường mọi năm, vé máy bay sau cao điểm Tết âm lịch sẽ dừng hạ nhiệt. Nhưng năm nay, vé máy bay các chặng từ Bắc vào Nam tiếp tục neo cao. Một trong những lý do chính khiến cho tình trạng vé máy bay nội địa căng thẳng như hiện nay là thiếu tàu bay, khiến tải cung ứng của các cảng hàng không Việt Nam giảm mạnh. Vietnam Airlines phải dừng khai thác 12 tàu bay, tương đương khoảng 20% đội bay thân hẹp để đưa vào bảo dưỡng động cơ. Hãng tàu bay Vietjet cũng bị ảnh hưởng vì vấn đề này. Ngoài ra, còn Bamboo Airways vì các khó khăn nội tại và định hướng tái cấu trúc, đội bay của hãng này cũng chỉ còn 8 chiếc, giảm 20 tàu so với đầu năm ngoái. Tương tự, đội bay của Pacific Airlines gần đây cũng giảm. Các hãng hàng không cũng đang phải co kéo nguồn lực để cân đối hiệu quả giữa đường bay nội địa và quốc tế. Từ quý cuối năm 2023 đến nay, một số hãng cũng đã và đang giảm tần suất hoặc cắt các đường bay nội địa ít khách để dồn lực máy bay quốc tế. Trong thời gian qua, giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh, trong khi đó tại các cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhãn vàng nhẫn vàng loại 1, loại chỉ 5 phân trong tình trạng khan hiếm. Theo ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng trang sức, vàng nhẫn các loại vẫn tiếp tục lập đỉnh mới. Giá vàng nhẫn cũng có sự cách biệt lớn giữa các thương hiệu. Tại cửa hàng Mi Hồng, quận Bình Thạnh, khách đến mua tấp nập, nhưng khi hỏi vàng nhẫn, nhân viên tại đây báo không có hàng từ nhiều ngày nay và chưa biết khi nào có lại. Vàng miếng SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ cũng đang không có hàng. Theo các chuyên gia, việc vàng nhẫn, vàng miếng khan hiếm sau ngày vía thần tài là chuyện bình thường, năm nào cũng diễn ra. Về cơ bản, loại vàng 5 phân, 1 chỉ được tiêu thụ nhiều vào dịp đầu, cuối năm và ngày thần tài. Còn những ngày thường, các cửa hàng sẽ tập trung bán vàng trang sức. Giá vàng ngày 5 tháng 3 trên thị trường thế giới giảm nhẹ sau khi đã có một đợt tăng giá mạnh. Chốt phiên ngày 4 tháng 3, giá vàng miếng 4 số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC thành phố Hồ Chí Minh mua vào 78,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra 80,4 triệu đồng trên một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG báo giá vàng miếng 4 số 9 ở mức 65,6 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra ở mức 66,8 triệu đồng trên một lượng. Một số tiệm vàng nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 giá 63,4 triệu đồng trên một lượng mua vào, 63,7 triệu đồng trên một lượng bán ra, thấp hơn các doanh nghiệp lớn hơn 2 triệu đồng trên một lượng.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bình Thuận là địa phương có vị trí địa chính trị và chiến lược hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của cả nước. Là cửa ngõ giao thoa giữa vùng duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ, kết nối vùng Tây Nguyên với biển, có vị trí quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hóa giữa ba vùng. Liên kề các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng và Ninh Thuận. Tỉnh có đường bờ biển dài, thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, năng lượng và nhiều tiềm năng, lợi thế để bứt phá, phát triển trong tương lai. Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận luôn đoàn kết, luôn có khát vọng và quyết tâm phát triển. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, tập trung sức lực, truy tề của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các đơn vị tư vấn, các ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thành quy hoạch này. Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Bình Thuận đã vượt khó đi lên, kinh tế tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng dần hoàn thiện, bộ mặt đô thị nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Bình Thuận đang trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, năng lượng và du lịch. Trong thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ nhiệt tình của các bộ, ngành trung ương và sự đoàn kết, nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội. Lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Thuận và trao các quyết định cho các nhà đầu tư lớn quan tâm đến Bình Thuận là một cái sự kiện chính trị, kinh tế rất là quan trọng trong năm 2024 của tỉnh Bình Thuận. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cái sự kiện quan trọng này. Trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2023, tỉnh Bình Thuận chấp thuận đầu tư cho 82 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng số vốn đăng ký 50.734,56 tỷ đồng. Trong đó có hai dự án lớn như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 1.717 tỷ và dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ với tổng vốn đầu tư 1,34 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt trong năm 2023, quy mô kinh tế của tỉnh Bình Thuận đạt hơn 109.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 8,1%, đứng thứ tư trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ và xếp thứ 14 cả nước. Đời sống người dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao, GDP bình quân đầu người đạt 86,66 triệu đồng trên một người. Riêng trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 35 dự án với tổng vốn đăng ký 35.562,4 tỷ đồng. Tôi rất hoan nghênh các nhà đầu tư hôm nay, và tôi cho rằng là những cái nhà đầu tư được trao giấy chứng nhận hôm nay, những quyết định hôm nay là những nhà đầu tư đã sẵn sàng tài chính, ý tưởng, nguồn nhân lực, và địa phương phải chuẩn bị cho được cái môi trường, đúng không? Địa điểm, nguồn nhân lực, đúng không? Và cơ chính sách để cho các cái đầu tư này phát huy được cái hiệu quả để chúng ta cùng chia sẻ các cái lợi ích mang lại từ các dự án đầu tư. Trong thời gian tới, Bình Thuận tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài đến Bình Thuận làm việc, huy động sử dụng hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực, tạo đột phá phát triển thông qua xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm có tác động lan tỏa, có khả năng kết nối liên vùng, liên tỉnh về hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố sẽ tổ chức lễ hội sông nước lần thứ 2 năm 2024 tại cảng Sài Gòn, cảng Hiệp Phước. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Chuyến tàu huyền thoại tiếp nối câu chuyện Dòng sông kể chuyện năm 2023.
Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, lễ hội sông nước lần thứ 2 sẽ được tổ chức mở rộng tại cảng Sài Gòn, cảng Hiệp Phước cũng như một số điểm du lịch. Hoạt động hướng đến quảng bá loại hình du lịch đường thủy, loại hình sản phẩm du lịch mà thành phố đang thúc đẩy để đầu tư trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng trong tương lai. Sự kiện là chuỗi 22 hoạt động du lịch văn hóa, giải trí, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao, mua sắm đặc sắc. Trong đó điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Chuyến tàu huyền thoại tiếp nối câu chuyện Dòng sông kể chuyện của năm ngoái. Năm 2023, lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất diễn ra trong 3 ngày đã thu hút hơn 51.000 lượt khách tham quan. Sự kiện diễn ra trọn vẹn từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 với chuỗi hoạt động gắn liền với nhiều điểm đến đường thủy đặc trưng của thành phố như bến Bạch Đằng, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, sông Sài Gòn, cảng Sài Gòn. Sau hơn 4 tháng chấp hành quy định về xử lý vi phạm hành chính, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi được cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải. Sở Giao thông Vận tải đề nghị công ty Thành Bưởi thực hiện nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật sau khi hoạt động kinh doanh vận tải trở lại. Cụ thể, các loại hình được hoạt động trong giấy phép gồm kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, container. Công ty Thành Bưởi hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hành khách hàng hóa các tuyến thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, Đà Lạt Cần Thơ. Trước đó tháng 11 năm 2023, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản và xử phạt hành chính 91 triệu đồng với công ty Thành Bưởi và tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh. Ngoài ra, Sở cũng ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn với đơn vị do cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Thương mại được Bộ Công Thương giao chủ trì tổ chức triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam năm 2024. Đây là dịp để các doanh nghiệp dệt may trong nước có kết nối với các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường quốc tế. Những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. VIAD năm 2024 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SACC, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 gian hàng trưng bày của hơn 400 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Anh, Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc. Cùng với sự phối hợp tổ chức đến từ tập đoàn Messi Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm hàng đầu thế giới, với chuỗi 50 hội chợ thương mại dệt may quốc tế trên 11 quốc gia khác nhau, liên kết hơn nửa triệu chuyên gia dệt may toàn cầu. VIAD năm 2024 được kỳ vọng là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế hàng đầu khu vực, góp phần quan trọng định hình tương lai ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam. Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế ASEAN nhờ quy mô thị trường đang tăng trưởng, vị trí chiến lược và các vị trí chiến lược thương mại đối ngoại ở nước này đã trải qua tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong những năm gần đây, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực. Ngành dệt may Việt Nam đã trải qua tăng trưởng đáng kể. Hiện nay là nước xuất khẩu dệt may lớn thứ ba thế giới và là nhà xuất nhập khẩu đáng kể trong máy móc dệt may và nguyên liệu thô. Hội chợ thương mại mới của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp nền tảng cho các hãng dệt may quốc tế chủ chốt, giới thiệu sản phẩm và đổi mới của họ, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh của họ tại thị trường đầy hứa hẹn này. Những doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này trải rộng trong toàn chuỗi cung ứng giá trị của dệt may, bao gồm doanh nghiệp sơ sợi, công nghệ, dệt nhuộm, vải thành phẩm, thiết kế và may mặc. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã sử dụng vật liệu Tencel, nguyên liệu dệt vải sinh học được làm từ gỗ trồng rừng hợp pháp và khi xuất khẩu thực phẩm quần áo sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của đối tác. Chúng tôi cung cấp sợi từ gỗ các rừng trồng được chứng nhận. Vật liệu này đáp ứng được các chứng chỉ xanh và xu hướng là sản phẩm may mặc từ vật liệu này rất phù hợp với thời tiết nóng ẩm nhiệt đới. VIAD năm 2024 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại và tiên tiến của EU, cũng như thu hút đầu tư, các dự án hỗ trợ để đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, giúp hàng hóa Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn của EU. Từ đó, đáp ứng quy tắc xuất xứ đòi hỏi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, góp phần thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam phát triển theo xu hướng xanh và bền vững trên thế giới. Ngoài vấn đề dệt may còn có những cái công nghệ đi kèm thì máy móc của chúng tôi cũng phải luôn cải tiến. Ví dụ như về kỹ thuật số thì chúng tôi, những cái máy móc của chúng tôi cũng có sự kết nối liên kết với giới công nghệ. Ngoài ra thì như các anh cũng biết, hiện nay là bên dệt may chúng ta là luôn hướng đến công nghệ xanh, thì các thiết bị vai cũng vậy, ví dụ như không sử dụng thiết bị mà ảnh hưởng đến môi trường, mà thay vào đó ví dụ sử dụng nồi hơi điện với tiêu chuẩn của châu Âu chẳng hạn,
và kể cả trong các ép keo hoặc là hệ thống ủi tự động của chúng tôi cũng là luôn đưa tiêu chuẩn xanh của châu Âu lên áp dụng cho không những ở các nước khác trên thế giới mà ngay tại Việt Nam cũng đã có những áp dụng những cái công nghệ đó vào máy của chúng tôi. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may tìm kiếm khách hàng thị trường trong năm 2024, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp với các hiệp hội của ngành dệt may trong việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành dệt may da dày. Trong đó sẽ có đề xuất các chính sách để giúp các doanh nghiệp dệt may chuyển đổi sản xuất sang mô hình xanh và bền vững bằng cách kết nối các công ty dệt may từ khắp châu Á, châu Âu và triển khai chiến lược phát triển dệt may và da dày. Với cái hội chợ này thì cùng với thời gian ban tổ chức chúng tôi hy vọng rằng là sẽ kết nối được giữa những cái nhà sản xuất, những nhà cung cấp sản phẩm, những nhà gia công hàng dệt may ở trong nước với lại những cái người mua hàng của nước ngoài, và ngược lại là có thể là kết nối những cái nhà xuất khẩu công nghệ từ những cái nước phát triển có công nghệ nguồn như là Ý, đặc biệt là trong lĩnh vực dệt may như là Ý, như là Anh, như là Hoa Kỳ, như là Thụy Sĩ, với lại những cái nhà sản xuất hàng dệt may ở trong nước, và qua đó có thể là giúp cho ngành dệt may có thể là hiện đại hóa và đạt được những cái mục tiêu trong chiến lược dệt may của mình trong thời gian tới. Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, VIAT 2024 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam tham gia kết nối giao thương với các doanh nghiệp quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất các hãng dệt may toàn cầu, hình thành liên kết xuyên suốt chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng, đồng thời khuyến khích các thương hiệu lớn trên thế giới chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tham gia vào quá trình phát triển nguồn cung nguyên phụ liệu, hình thành chuỗi cung ứng trong nước. Ngành dệt may cũng sẽ có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại và tiên tiến của EU, cũng như thu hút đầu tư các dự án hỗ trợ để đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, giúp hàng hóa Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn của EU. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.